Uyên ơi, bà ơi. Bà. Mẹ. Ôi, thằng đồ mẹo mà cả đồng giữa ban ngày ban mặt mày lại mang nó về đây à? Kìa. Bà, đồ hồ ly tinh, đồ con đồ ly tinh. Bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, dạ. Quyền đây rồi, con bị làm sao không? Con không ạ. Sao con đứt hết như thế này? Nó đẩy con xuống hồ đúng không? Con hồ ly tinh, con hồ ly tinh. Xin mẹ đây, là con bị ngã, con đang đau quá, con đau quá. Con bị đau à? Mẹ lên xem cho con đi. Lên nhà, mẹ xem cho con nhá. Mình lên nhà đi. Đi bà. Cút đi. Tôi bảo cút hết đi. Nào mẹ. Bố mẹ lên phòng nghỉ đi ạ. Anh chỉ biết nương theo bóng của mẹ thôi. Đã bao giờ anh dám thể hiện tình cảm của mình với tôi trước mặt mẹ chưa? Đã bao giờ khi mẹ mắng chửi tôi, anh dám đứng ra để bảo vệ tôi trước mặt mẹ không? Anh mới là thằng hèn, anh yêu anh. Em đi guốc trong bụng anh. Anh chấp nhận cuộc hôn nhân này là vì mẹ, vì anh muốn có người chăm sóc mẹ. Đừng thách thức lòng kiên nhẫn của tôi. Tôi cũng có cuộc sống tự do của tôi chứ. Tôi cần được tôn trọng, anh có hiểu không? Viết đơn đi. Tôi ký. Trong chuyện này, anh mới là người đáng trách. Anh xin lỗi. Có đau nhiều không? Không. Em mới là người có lỗi. Em chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Em đáng bị mẹ đánh. Em đáng bị như vậy. Đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Cố ngủ đi. Nhá. Em xin lỗi. Thôi. Ngủ đi. Nghe anh.